Vâng, cửa hàng Ngẫm Thanh Lê Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng Ngẫm Thanh Lê Hạnh. Vâng, clip của ngày hôm nay, cửa hàng Ngẫm Thanh Lê Hạnh thông báo trên kênh cho những vị khách hàng đang quan tâm kênh của cửa hàng Ngẫm Thanh Lê Hạnh được biết những sản phẩm gì đã có chủ. Ngày hôm nay thì cửa hàng đang được chào đón một đoàn khách hàng có địa chỉ tại Hà Nội đã về trực tiếp cửa hàng Ngẫm Thanh Lê Hạnh để chốt hai sản phẩm. Một sản phẩm là một bộ băng cối Akai Pro 1000. Sản phẩm thì cửa hàng cũng đã đăng trên kênh hàng về. Và một chiếc âm ly Sansui 9090DB thùng xốp. Tại thời điểm này thì những sản phẩm hiếm có, khó tìm, bên cửa hàng vẫn có để cung cấp cho quý vị và các bạn. Vậy trong ngày hôm nay là ngày mùng 3 tháng 7 năm 2022, trong buổi sáng thì cửa hàng cũng đã được chào đón một đoàn khách hàng có địa chỉ tại Hạ Long, Quảng Ninh về trực tiếp cửa hàng để chốt cặp loa 88A thùng xốp. Và tại thời điểm như bây giờ, vào buổi chiều, cửa hàng đang được chào đón vị khách hàng có địa chỉ tại Hà Nội. Nhưng do công việc riêng của mỗi vị khách hàng nên cửa hàng không thông báo những vị khách hàng có mặt trực tiếp tại đây. Để em khoanh cho. Một bộ Pro 1000 gồm có hai thớt thì quý khách hàng có thể biết là bên cửa hàng Âm Thanh Lê Hạnh cũng đã từng cung cấp trên kênh rồi. Và ngày hôm nay thì cửa hàng cũng đã chính thức được khách hàng về trực tiếp để chốt đơn. Và tại thời điểm này thì bên cửa hàng còn những chiếc đầu băng cối như dòng có mức tiền tầm trung cao cấp là Pro 1000 thì khách hàng cũng đã chốt. Và tại thời điểm này thì còn chiếc Lagra dòng E và chiếc 747DBX ở phía sau gian hàng có nắp Mica đậy kia. Và 747 trơn, 747 đèn tia bên cửa hàng vẫn sẵn hàng. Vâng, vậy cửa hàng cũng làm clip ngắn như vậy thông báo trên kênh để những vị khách hàng quan tâm kênh của cửa hàng Ngẫm Thanh Lê Hạnh được biết những sản phẩm gì đã có chủ trong ngày. Vâng, vậy cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng vào những video clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt. Cửa hàng ra chụp tấm hình để làm lưu niệm nhé.